sau thiên thu muôn lối, nỗi nhớ mang theo một đời, để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em ơi. Biển dòng trời cao tăm tối, bởi em đi mà rồi. Xin chào tất cả các bạn, tôi Thanh Hằng xin chào tất cả anh em. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, thì hôm nay anh em mình sẽ nghĩ được một trò chơi các bạn ạ. Đấy thì trượt trên sàn bông xà bông các bạn ơi. Thì đây là cái map mình tạo ra các bạn này. Đấy. Các bạn này, thấy map mình tạo ra không? Thì lật chơi như sau các bạn ạ. Lấy lần 1 thì cho hai đứa nhóc này đuổi chắc, sau này đứa này đuổi đứa này, sau là quay lại đứa này đuổi đứa này. Nếu trong vòng 1 phút ai mà chiến thắng thì là chiến thắng 1-1. Rồi tôi đuổi thằng này đuổi tôi. Trong vòng 1 phút ai chiến thắng sẽ được thưởng trị giá 1.000 đô các bạn ạ. Mời các bạn đón xem. Thì bảo toàn an toàn thì hai đứa nhóc này sẽ đợi mùi hiểm các bạn nhé. Thì anh em mình sẽ bấm giờ các bạn ạ. Đấy, sẽ bấm giờ. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi. Và bây giờ là đến lượt bé này sẽ biêu lại nhá. Bây giờ bấm lại giờ thời gian, bấm này. Bấm lại bạn rồi. Rồi. Thì lần 1 bạn này thắng nha. Lần thứ 2 bạn này thắng thì hai bạn này đều hòa các bạn nha. Đấy thì bây giờ đến lượt anh em. Bây giờ là đến lượt anh em mình sẽ thi các bạn ạ. Thì lần này thì mình trục còn thằng này chạy các bạn nhá. Đấy bấm giờ đây. Bấm giờ đây. Đấy rồi. Bây giờ đến lượt mình chạy thì hãy biêu các bạn nhé. Rồi bấm thời gian đi. Đấy. Đấy. 1, 2, 3. Tonight we will fly above the sky. Đấy các bạn ơi, thì hai đứa này là hai đứa giành chiến thắng chung cuộc, nhưng mà hai đứa đều là thắng, nhưng mình không biết chọn đứa nào nên mình lại có một trò chơi là cho bọn này kéo co các bạn ạ. Đấy. Cầm cái co lên kéo đấy. Đấy. Đích này, đấy cho ê giữa đấy. Đó. Rồi, chồng trai bắt đầu nào. 1 2 3 bắt đầu. Vậy là chiến thắng là thế các bạn ạ. Người chiến thắng là đấy, thì trên phần thưởng thì là hai đôi của mình các bạn ạ. Đấy. Được tiền của tao sướng không? Sướng không? Sướng. Sướng không?
chơi tiếp không? Tiền này đéo chơi được ở Việt Nam. Thì nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng tiếc một lần like và đăng ký chia sẻ kênh nhá. Tôi là con xin chào tất cả anh em. Tôi xin chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bạn. Bye.